Let's go, Mohammed Slide. Thằng này, uột. Nhà thằng này có cái tấm vải, tấm rèm to thế mình. Chắc là giàu thật. Mình cũng nghĩ là giàu. Còn Eagle thì mấy cái ghế gaming mình thấy nó cũng hơi cùi. Trong phòng không có gì thì mình nghĩ là không giàu bằng. Ok, King of Eagle, anh ta đang chơi Roadhog Firefly Machine. Hiền nó không hiền đâu. Không hiểu sao thằng Mohammed Sly đánh mình cảm thấy lúc nào nó cũng over hơn mấy anh kia. Royal Hawk, Royal Resil. Royal Hawk đẩy lên. Minor mà có Mega Knight thì cũng hơi đau đầu ấy nhỉ. Tên này nó không có Arrow. Tesla và Balloon à? Hì lắm, hoặc là Rocket. Bài này phải có spell to. Thì mình nghĩ là một cái Rocket. Mình nghĩ là Rocket. Nhìn cái tỷ lệ win của nó kìa, 73%. Chung là 73% cũng cao mà. Tesla Snowball mình nghĩ là Balloon, vì Snowball nó kết hợp với lại nó cũng hợp lý. Nó có Cycle Archer với lại con Nai này còn rất khó chịu. Kaladi Eagle thì anh ta sử dụng mình nghĩ là Fireball. Yes, amazing. Poison. Máy mà dùng lock Goblin Barrel mà chích lock bait thì đúng là Mohammed lại ăn kém. Cái đấy không có con tê kia gì thay bằng con gì ấy. Con tê kia là gì? Miner. Thực sự Miner Poison như thế này thì rất khó để có thể thắng được Roadhog. Tại vì luôn luôn phải sử dụng Poison cho Flying Machine và Royal Resil, cái con Resil Snowball. Nói chung là Mohammed Sly vẫn đép mượt lắm anh em, nhưng mà cứ Poison mà phải đi thủ thế này thì thực sự rất khó thắng. Roadhog qua trụ rồi, một hit. Đúng, thằng Mohammed Sly đánh luôn cảm giác như kiểu nó trên cơ bọn này, mặc dù là bet gì nó cũng có thể chơi được. Không hiểu kiểu gì. Còn với Kazan Eagle thì anh ta liệu là Spy Fireball cũng thế, cũng chắc là Fireball rồi. Golden Knight vào trụ rồi, thôi xong rồi. Time to say good game. Time to say good game. Mạnh say nhiều cổ nhanh đến đâu, nhưng mà gặp những cái deck kiếm nó lì đòn thế này thì khó ăn lắm anh em. Let's go, game number 2, Eagle and Kazadi. À quên, Eagle and Sly. Sorry. Ủa? Musketi? Đấy gì đây? Này, Tornado. Tornado mà lại có cả Giant Skeleton. Lâu lắm mới thấy thằng này. Vanky. Eagle chơi đấy gì đây? Mình cần chờ xem anh Ogi Eagle nó chơi cái gì đấy. Nothing idea. Ryan Giant Double. Ok, I got it.
Where tornado? We need tornado right now. Tornado, tornado. I don't think Mohamed Salah is using balloon right now. I don't think. The real. Come on, the real Arch Mega Knight, Omega Minions, Vanquish and Firebolt. No, it's not Firebolt because he just used Firebolt on last matchup. The real though, không phải là Mota anh em ạ. Còn với cái deck của như thẻ cuối cùng là một Earthquake. Earthquake, đúng rồi, thẻ cùng là Earthquake. Phiên bản này mình thấy đâu đó ở ladder khá nhiều. Earthquake, exactly. À thằng Eagle ngày xưa chơi Mota anh em ạ, nhưng mà hiện, bây giờ thì nó chơi bây giờ hiện tại nó vẫn chơi Mota mà. Ngày xưa nó chơi Mota Bit. Where Vanquish? We need a Vanquish right now. Vanquish clean on. My side Ferris. Tesla. Good. Earthquake. Nếu Eagle anh ta muốn thắng thì anh ta phải đẩy nhanh hơn và anh ta phải giết được tất cả quân support. Gần như phải giết được quân support. The real coming. Không công được trong tên này. Phải thủ cái đã. Tại vì là Earthquake sẽ không giết được Mega Minions và Vanquish. Rockets. Insane. Real Tesla, where Tesla? Where Tesla? Này, Vanquish, chân cycle rồi, thằng mùa mấy slide sâu rồi. À không phải, là máu đang ngang nhau hả? Real coming. Night tornado. Tesla. Good. Beautiful tornado, no damage. Xong rồi, Mohamed Lai, đúng là chỉ có Eagle mới dã vào đầu thằng Mohamed Lai này. Khóa của Nam Cường rồi anh em. Đúng là những thằng sạn chỉ có phải có những cái thằng gọi là bị cục chạm to hơn nó đã dã vào đầu. Wait. Giant Skeleton. No way, Tesla, tôi xong rồi. Olic. Big mistake. Big mistake anh em ạ. Big mistake. Ôi, thủ kiểu gì vậy? Từ mình phải xem lại. Last game. Uầy, thằng nào đánh cũng căng. Mohamed Salah anh ta cũng khá workbreaker. Nylock. Vanquish. Nhưng vẫn lên mà. Ui, Magic Archer. Moto. The real Magic Archer, Warwicker. Remy Lee. Đấy. Ui, Moto lại qua một hit nữa. Magic Archer? No, Magic Archer. Wow, Mass Line hình như anh ta đang có đánh thủ Eagle rồi, đánh rất tự tin. Cứ mô tả, bên kia là Bomb Tower rồi.
Musket thôi xong rồi, Mota bắn vào trụ rồi, Spear. Ôi, Miner đẩy lên, thua. Ôi bạn ơi, thua con mẹ nó rồi. Đúng là tích tủ thì cứ giá bắt đầu thôi, thua rồi. Mohamed Lai chưa sử dụng Tornado thì mình nghĩ là Tornado đấy, Magic chưa có Tornado sẽ là một cái bài, một cái chìa khóa thành công và gây ra sự đột biến. Thua rồi. The real Workmaker and Magic Catcher. Không được rồi, đặt Mota thế này thì rất thông minh. Anh ta quá thừa hiểu con Magic Catcher rồi, anh thì vậy là anh ta đặt Poison, chết luôn Magic Catcher. Thế này làm sao có thể gây ra được đột biến được? Absolutely wow. Magic Catcher. Reset Bomb Tower. Mota vào trụ không được, Van Kidi lên rồi. Tuy nhiên thì đang có lợi thế hơn rất nhiều. Magic Archer và Tornado sẽ có một bài cho hắn hợp lý. Where the real. Còn Nai đâu? Ice Motor. Rồi hợp lý. Tornado đúng là mình như mình nói. Chỉ có Tornado trong cái bài này mới có một cái tạo. Cẩn thận Mohamed Sly, anh ta đang bị mất bình tĩnh. Các bạn nhìn thấy cái mắt máu, mặt anh ta rất nhiều. Ui, Magic Archer. Insane. Thôi xong rồi. GG. Last Poison coming. Magic Archer. Magic Archer là không đủ rồi. Mohamed Lai. Các bạn đừng quên là Eagle anh đang đã tiễn Mohamed Lai xuống cái nhánh này. Aero Mega Knight à? Có thể là Great Gap. Okay, chơi về xong vẫn chưa hết, còn lâu mới hết. Còn phải 2-3, còn phải... Firewaker, Duckpin, Lava. Bên kia Rider Dragon chuẩn luôn. Có Gas không? Gas. Take a reverse, hợp lý. Lưỡi được dòng. Nhưng mà được dòng cũng khó lắm anh em. Tại vì là nếu mà ai mà đó muốn thắng ở cái nhánh này á, thì ôi không ai thích một King Tower. Đúng nói với anh em. Tại sao không ai dùng chơi lava? Nói ngay. Thời điểm này lava mới hợp lý này. Lava pop cắm chết luôn. 104 máu. Còn này thì các Eagle anh ta chết rồi. Thẻ cuối cùng như là Lightning à? Lightning thế này thua chắc rồi. Anh ta chỉ cần giữ một cái đàn, giữ skeleton cho con Firewaker thôi là xong rồi. Thẻ cuối cùng là mình, nếu mình nhớ không nhầm thì đó là con Flying Machine chuẩn luôn, ăn chắc luôn. Nhưng một bình Firewaker làm sao mà ăn được đấy. Lava. Bài này cứ phải có Wizard với Executioner, hai con cân hai bên, giã cho bọn này chứ.
GG Real Play rồi. Golden chair. Right there, that was a huge mistake. The Tesla would have changed the game and would have allowed him to defend those. Okay, I'll just đếm vào game game 25.000 đô. Ông nào thua, ông nào thắng sẽ có thêm 25.000. Hiện tại trong tay thì mỗi ông đang cầm 75.000 rồi. The fact that he did it in so many tournaments in a row and is still able to produce in CRL with everything on the line, you know, that pressure gets to a lot of people. That round one where it was single elimination. Roy Hawk with golden knight. Tesla mà gặp Roy Hawk thì hơi đuối, là nó bom tower phải giống cái deck của El Sirp không ấy. Golden Knight hết máu rồi làm sao có thể bật ABT được. Đây cảm ơn mình luận không định có tiền đây. Bình luận đâu đó đút khoảng độ 20.000 đô vào mồm này. Tôi cũng bình luận ngồi cả ngày được. Oh. Hoặc quá nhanh và không có Tesla. Thế này thì Eagle thua mẹ rồi. Chúng ta sẽ có Grand Final giữa Mohamed Sly và Muji. Now two times has not been a lot of emoting from Mo, but now starting to bust it up, maybe feeling comfortable. Miner mà gặp Royal Hawk thì đúng rồi. Royal Hawk chấp hai nâng hai nấc. Ôi, 75.000 đô được rồi, ăn thấy rồi. Zip Eagle. Ok, spam emote. Time to spam emote. Ngày hôm qua chúng ta thấy có một con một con Golden Knight của Eagle, anh ta trị giá 10.000 đô. Thì ngày hôm nay chúng ta không thấy Golden Knight như vậy nữa. Ok, Grand Final Muji and Eagle. Grand Final Muji and Mohamed Sly. Cay lắm rồi. Thôi, cầm 75.000 là được, vui lắm rồi. Vừa rớt mất 25.000 đô anh em. Qua nhìn thấy số tiền vừa rớt không? Ôi, rồi. Cay.